Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Ủy ban Tư pháp Hạ viện chốt ngày đưa Alvin Bragg ra trước tòa để khai chứng sự thật trong cuộc truy lùng và triệt hạ Tổng thống Trump. Quả báo cho kẻ chống Trump rơi vào vòng xoáy tử thần khiến CNN xếp hạng giảm xuống còn 396.000 tổng số người xem. Sự ủng hộ dành cho Biden của phụ nữ hiện là mức thấp nhất đối với bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ nào kể từ năm 2004 rúng động cộng đồng người Việt hải ngoại khi FBI đột nhập vào nhà David Dương và con trai bị để khám xét. Kính thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 6, dân biểu Hạ viện là Andy Pix đã tiết lộ một mốc thời gian chi tiết tỉ mỉ về phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện dành cho Alvin Bragg. Làm nổi bật nỗ lực phối hợp giữa chế độ Biden và các công tố viên chủ chốt, hồng mưu kế bỏ tù cựu Tổng thống Donald Trump. Theo trang web của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã nêu rõ, vào ngày 7 tháng 9 năm 2024 sẽ là ngày đầu tiên mà Alvin Bragg phải ra hầu tòa để trả lời những điều cụ thể mà Alvin Bragg đã và đang hành động nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Thứ nhất, vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, sau khi vận động tranh cử dựa trên kinh nghiệm điều tra Tổng thống Trump và trước áp lực mạnh mẽ từ các nhà hoạt động cánh tả, Bragg đã buộc tội Tổng thống Trump 34 tội danh nghiêm trọng vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Làm giả hồ sơ kinh doanh thường là một tội nhẹ với thời hiệu 2 năm, lẽ ra đã hết hạn từ lâu. Trong khi Brad đang hạ cấp một cách có hệ thống hầu hết các trọng tội ở Manhattan thành tội nhẹ, thì chúng tôi buộc ông phải trả lời. Ông đã sử dụng một lý thuyết pháp lý mới và chưa được kiểm chứng, vậy ai đang ra lệnh cho phép ông làm điều này? Các vụ kiện trước đây từng bị các công tố viên liên bang từ chối, bây giờ ông lại lách luật, hạ cấp các cáo buộc chống lại Tổng thống Trump xuống thành tội nhẹ, Hồng tiếp tục cản trở ngài đi vận động tranh cử. Vậy ông có phải là can thiệp bầu cử không? Vụ kiện của Brad chống lại Tổng thống Trump đã bị cản trở bởi những thủ tục tố tụng hợp pháp và những bất thường về thủ tục, nhưng lại vẫn được tiếp diễn một cách mông lung và tiêu tốn hàng chục triệu đô la tiền thuế của người dân Hoa Kỳ. Vậy ai sẽ đền trả số tiền thất thoát này nếu một khi vụ kiện bị phát hiện là giả mạo? Trong phiên điều trần sắp tới, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ bắt Alvin Bragg trình bày dòng thời gian và bằng chứng cho thấy có sự thông đồng được dàn dựng giữa chế độ Biden và các công tố viên để hạ bệ Tổng thống Donald Trump. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, Biden đưa bình luận gây chia rẽ về việc đảm bảo Tổng thống Trump không thể trở thành Tổng thống nữa. Điều mà nhiều người hiểu là lời kêu gọi hành động chống lại tương lai chính trị của Tổng thống Trump. Ngày 7 tháng 11 năm 2022, Tổng thống Trump hé lộ một thông báo quan trọng ám chỉ khả năng tranh cử của ông trong cuộc bầu cử năm 2024. Ngày 15 tháng 1 năm 2022, Tổng thống Trump chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2024. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, các công tố viên đã khởi động nhiều vụ kiện quan trọng diễn ra cho thấy nỗ lực phối hợp nhắm vào Tổng thống Trump, hòng cản trở các cuộc vận động tranh cử của ông. Matthew Colangelo, quan chức DOJ cấp cao thứ ba của Joe Biden, đã từ chức và trong vài ngày tới gia nhập văn phòng của Brad. Một động thái khiến nhiều người phải ngạc nhiên về tính đúng đắn và thời điểm của nó. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm Jack Smith giám sát các vụ án liên bang chống lại Tổng thống Trump trong một động thái trùng hợp bất ngờ với những diễn biến khác. Nathan Way có liên hệ với một công tố viên khác nhắm vào Trump, dành nhiều thời gian ở tòa Bạch Ốc, càng làm tăng thêm mối liên hệ trực tiếp ngày 2 tháng 12 năm 2022, Matthew Colangelo quyết định gia nhập văn phòng biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg, bắt đầu chức vụ mới vào ngày 5 tháng 12. Quả báo cho kẻ chống trầm rơi vào vòng xoáy tử thần khiến CNN xếp hạng giảm xuống còn 396.000 tổng số người xem. Kính thưa quý vị thân mến, CNN, một cơ quan tuyên truyền cực tả, chuyên truyền bá các thuyết âm mưu và bạo lực chính trị, đang rơi vào vòng xoáy tử thần về xếp hạng vinh quang, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Không gì có thể cứu được CNN, kể cả một cuộc đua tổng thống xích sao, một ứng cử viên tổng thống bị kết án tại tòa án Kangaroo, biên giới rộng mở, vụ bùng nổ tội phạm bạo lực hay hai cuộc chiến tranh lớn. Trong suốt tuần tháng 6, CNN chỉ thu hút được trung bình 396.000 người xem trong cả ngày. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Trong những giờ vàng khủng khiếp của mình, CNN đã giảm tổng số người xem trong tuần xuống dưới mức 500.000, xuống mức trung bình thảm hại chỉ là 77.000 người xem. CNN đang thực sự sụp đổ ở đấu trường quan trọng nhất. Nhóm trì mô độ tuổi 25-54 tới quyết định tỷ lệ nhà quảng cáo. CNN chỉ có trung bình 80.000 người xem demo trong vài giờ vàng và 69.000 trong cả ngày. Bạn có thể nghĩ rằng lượng người xem tin tức truyền hình cáp đang giảm dần. Không, bởi vì ở Fox News đang tăng mạnh so với năm 2023, trong khi cả MSNBC và CNN đều mất khoảng 1 phần 3 lượng người xem vào khung giờ vàng và 1 phần 4 tổng số người xem trong ngày. Lý do chính là vì những đài chống trầm đã bị dân chúng quay lưng hoàn toàn. Đây đích thị là quả báo. Sự ủng hộ dành cho Biden của phụ nữ hiện là mức thấp nhất đối với bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ nào kể từ năm 2004. Kính thưa quý vị thân mến, sự ủng hộ dành cho Biden của phụ nữ hiện đang bắt đầu giảm sút. Ông có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số phụ nữ so với bất kỳ đảng viên Đảng Dân chủ nào kể từ năm 2004. Phụ nữ là một trong những bộ phận đáng tin cậy cuối cùng của liên minh Đảng Dân chủ, luôn sát cánh bên Biden, bất chấp nhiệm kỳ tổng thống thảm hại của ông ta. Các cử tri da đen đang bỏ rời ông, cũng như các cử tri người Latin và cử tri trẻ tuổi nếu Biden còn để mất sự ủng hộ cuối cùng này thì chắc chắn ông ta sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Và thậm chí là tệ hơn, điều này đã đến từ lời cảnh báo của tờ New York Times. Cụ thể, một phân tích thăm dò của New York Times cho thấy vào tháng 6, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Joe Biden ở mức thấp nhất đối với bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ nào kể từ năm 2004. Trong khi cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đối thủ 8 điểm trong cùng nhóm nhân khẩu học, Phân tích này làm tăng thêm mối lo ngại về cơ hội tái đắc cử của tổng thống trong bối cảnh chi phí tăng cao. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ, thành phần nhân khẩu học quan trọng của Đảng dân chủ, đã đưa ra phần lớn các quyết định mua sắm cho hộ gia đình của họ. Chỉ 4 năm trước và năm 2020, Biden đã dẫn trước Trump 13 điểm trong số phụ nữ. Giờ đây, tổng thống Trump dẫn trước 8 điểm, tổng cộng 21 điểm theo mức trung bình của hơn 30 cuộc thăm dò được thực hiện kể từ tháng 1 của Times cuộc đấu tranh hiện tại của ông Biden với sự thiếu thốn và phụ nữ gốc Tây Ban Nha đặc biệt đáng chú ý. Theo mức trung bình của New, cuộc thăm dò của New York Times về cuộc bầu cử đó, khoảng cách dẫn đầu của ông Biden với phụ nữ gốc Tây Ban Nha cũng đã bắt đầu giảm xuống đáng kể, xuống còn khoảng 12 điểm. Cuộc khảo sát cho thấy, ông Biden dẫn đầu trong số phụ nữ nói chung là 4 điểm. Nhìn chung, số phụ nữ nói rằng họ khá giả hơn về mặt tài chính dưới thời ông Trump đã tăng gấp đôi. Các cuộc khảo sát của KFF cho thấy, phụ nữ trẻ khu vực bầu cử quan trọng mà Đảng dân chủ đang hy vọng duy trì chu kỳ này có khả năng nói rằng mọi thứ tốt hơn cho họ về mặt tài chính dưới thời ông Trump cao gần gấp 3 lần so với ông Biden. Kính thưa quý vị, các đặc vụ FBI đã thực hiện 4 cuộc đột kích hôm ngày 20 tháng 5 tại Auckland. Họ đã khám xét nhà của thị trưởng Auckland, Sang Thao cũng như nhà của David và con trai Andy Dương gia đình dương sở hữu california waste solutions công ty có hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với thành phố về dịch vụ tái chế tại lề đường các đặc vụ fbi cũng đang bận rộn khám xét văn phòng của california waste solutions báo aucklandside.org đưa tin hiện vẫn chưa biết tại sao fbi và có thể là các cơ quan thực thi pháp luật khác lại khám xét những bất động sản này các đặc vụ liên bang chưa công khai cáo buộc thị trưởng gia đình dương hoặc California Waste Solutions về bất kỳ hành vi sai trái nào. Nhưng hành động của FBI báo hiệu rằng họ đang điều tra thị trưởng Gia đình Dương và có lẽ cả những người khác. Andy Dương là con trai của David Dương, một thành viên nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Bay Area. David Dương thành lập California Waste Solutions vào năm 1992. Trang web của công ty cho biết gia đình Dương, những người từng sở hữu một nhà máy giấy ở Việt Nam, đã rời khỏi quê hương vào năm 1979 và định cư tại San Francisco. Họ đã thành lập một công ty tái chế giấy nhỏ vào năm 1983 có tên là Goldido Recycling và mua một nhà kho ở West Oakland cùng năm đó. California Waste Solutions là đơn vị thu gom rác tái chế chính thức của Oakland. Công nhân của đơn vị này thu gom rác tái chế từ các hộ gia đình và doanh nghiệp mỗi ngày. Công ty của gia đình Dương cũng đã cung cấp dịch vụ cho San Jose và họ điều hành một cơ sở xử lý rác thải tại Việt Nam. Tờ Auckland sai cho biết, gia đình Dương có nhiều mối liên hệ chính trị ở Auckland và đã từng bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền cho các chiến dịch chính trị. Cụ thể, tờ báo đã viết rằng, bắt đầu từ năm 2019, cơ quan giám sát chính trị của Auckland, Ủy ban Đạo đức Công cộng và Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng của tiểu bang đã tiến hành một cuộc điều tra chung sau khi nhận được tin báo cáo buộc gia đình Dương đã bí mật trao hàng chục nghìn đô la cho các ủy ban vận động tranh cử của các thành viên hội đồng thành phố Auckland. Từ năm 2016 đến năm 2018, gia đình Dương bị cáo buộc đã chuyển 67.000 đô la Mỹ vào quỹ vận động tranh cử của Jane Corp, Rebecca Kaplan, Lynette Gibson McElhaney, Larry Redd, APO Grulin, Jesse Brooks và Thảo, người lúc đó đang là thành viên hội đồng. Các quan chức được bầu ở các thành phố khác cũng bị cáo buộc đã nhận tiền để giúp tranh cử. Sự việc này xảy ra trong khi thành phố đang đàm phán với California Waste Solutions về việc di dời cơ sở West Oakland đến căn cứ quân đội cũ và trong khi luật sư Barbara Parker đang vướng vào vụ kiện tụng với CWS về việc công ty này có tính phí quá cao đối với chủ nhà hay không. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel youtube btv airport time để cập nhật các bản tin hàng ngày đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người